Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của gia đình mình ngày hôm nay nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp và nấu món cháo gỏi vịt. Rất là đơn giản, dễ làm nhưng mà mùi vị thì đậm đà, thơm ngon lắm à. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên mình sử dụng ở đây là nửa con vịt ha. Cái này thì mình nấu có tầm 3 người ăn nè, nên mình sử dụng nửa con vịt thôi. Bên cạnh đó thì gồm có một cái bắp cải trắng, một cái bắp cải tím, ngò gai, rau răm và hành lá. Tiếp theo thì gồm có gừng, chanh, ớt và hành phi ha. Đối với cái phần cháo thì mình gồm có đậu xanh này, gạo nếp và gạo tẻ. Thì tỷ lệ sẽ là một đậu xanh, một nếp và hai tẻ nha. Đặc biệt ngày hôm nay thì gia đình mình sẽ sử dụng cái nước mắm 40 độ đạm của Thuận Pháp, được làm từ nhà thùng Phú Quốc. Thì mình làm gỏi mà mình làm bằng cái nước mắm á, ngon á, thì cái món ăn của mình rất là hấp dẫn. Đối với cái phần vịt này thì chúng ta sẽ cho muối và giấm để lấy đi hết tất cả những cái mùi hôi lông á, và mình sẽ rửa cho sạch nha. Nếu mà các anh chị không có giấm thì mình cũng có thể thay thế bằng rượu trắng cũng được. Và mình sẽ bẻ một cái nhánh gừng nhỏ và mình giã ra bỏ vô, và mình sẽ chà trên cái phần da của con vịt. Tại vì cái góc này thì nó hơi hẹp nên là mình sẽ mang ra cái vòi nước và mình rửa dưới vòi nước nha. Trong lúc đợi cái phần thịt vịt nó ráo thì chúng ta sẽ bỏ cái phần gạo, đậu xanh vô mà mình đi vo sạch và mình bỏ vô mình ninh cháo. Khi mà mình đã vo sạch gạo rồi thì chúng ta sẽ cho vô đây có tầm một muỗng canh dầu ăn. Một chút xíu bột ngọt. Một chút xíu hạt nêm. Một chút xíu muối. Và hầu như là mình không có cho tỷ lệ rõ ràng á, tại vì tùy thuộc vào khẩu vị của gia đình của mỗi người, nên là mình sẽ cho vô một chút xíu trước. Mình đảo đều cho cái phần gạo này nó thấm gia vị và mình sẽ đặt cái phần vịt vô. Và bây giờ thì mình sẽ để một lúc để cho cái phần vịt gạo nó sẽ thấm cái phần dầu ăn để nở cho đẹp. Thì mình sẽ xắt vô đây là gừng. Gừng xắt sợi nhé. Bỏ vô cái phần cháo luôn. Đối với cái phần bắp cải này thì chúng ta sẽ xắt mỏng mỏng á. Các anh chị và các bạn có cái bào á, mình bào ra cũng được. Hoặc còn không thì mình xắt mỏng hết mức nha. Mình bóp bằng cái bắp cải tím này thì cho nó lạ. Và tiếp đến đó là bắp cải trắng. Mình cũng sẽ xắt mỏng, thật là mỏng luôn. Khi mà đã sơ chế rau xong rồi thì quay lại cái phần gạo nó đã thấm được một khoảng thời gian rồi. Chúng ta sẽ cho nước vô và mình tiến hành mình ninh ha. Mình cho vô đây có tầm 3 lít nước. Tại vì trong quá trình gạo nó nở thì cái phần nước nó sẽ bị rút đi. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp nha. Quay lại thì mình sẽ mang cái phần rau này đi rửa sạch. Tiến hành làm nước mắm để bóc gỏi nè. Cho tỏi vô. 1-2-3 lát gừng. Ớt thì mình cho một trái thôi ha. Còn gia đình mình mà ăn cay được thì mình cho nhiều hơn. Vô đây cỡ tầm 2 và 3 muỗng canh. 3 muỗng canh đường. Bây giờ mình sẽ đâm cho nó nát ra. Khi mà tỏi gừng đã nát rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần nước mắm 40 độ đạm của Thuận Phát vô đây cỡ tầm 3 muỗng canh tới 4 muỗng canh nước mắm. 3. Mình sẽ cho vô đây là 3 muỗng canh nước mắm ngon của Thuận Phát ha. Thêm một muỗng nữa đi, 4 muỗng luôn. Bây giờ tiếp đến đó là chanh.
chanh này thì mình sẽ cho vô đây cỡ tầm 2 muỗng nước cốt chanh, 2 muỗng nước canh nước cốt chanh. Và tùy thuộc vào gia đình mình, thích ăn chua nhiều thì mình cho nhiều, còn thích ăn chua ít thì mình có thể giảm xuống nha. Và cái tỷ lệ là 3 đường, 4 nước mắm và 3 nước cốt chanh luôn đi. Tại vì mình bóp gọn mình phải có cái vị chua. Rồi bây giờ thì mình sẽ đánh tan cái phần đường này cho nó hòa quyện vào cái phần nước mắm và chanh. Và quay lại thì cái phần cháo của mình nó đã nhừ rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra coi cái phần vịt nó đã chín chưa. Nếu mà phần vịt đã chín rồi thì chúng ta sẽ vớt ra ngoài để nguội. Còn cháo thì mình cứ ninh từ từ ha. Tại vì vịt mà mình luộc lâu quá thì nó lại nhừ, cái thịt nó lại không ngon. Mình có rang một ít hành củ. Hành củ mình bóc ra rồi mình bỏ lên lên cái chảo, mình rang theo kiểu mà rang trên cái mặt chảo á, áp chảo á, để cho vô cái phần hành củ để nó thơm, cái cháo của mình nó thơm hơn. Rồi, kiểm tra coi vịt nó đã không còn ra cái nước đỏ thì chúng ta sẽ vớt ra ngoài. Bây giờ mình sẽ riu riu ở đây một chút xíu nữa nha, cho cái phần vịt nó chín hẳn luôn. Đó, không thấy nó ra cái máu đỏ nữa thì chúng ta sẽ vớt ra nha. Mình xiên vô cái phần đùi là mình dễ biết nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lấy ra ngoài cho cái phần vịt này nó ui khói quá. Cho cái phần vịt này nó thấm cho nó nguội, và mình sẽ tiến hành mình nêm nếm cái nồi cháo của mình cho vừa ăn. Mình nêm vô cái phần cháo này là cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, muối ha, mình cũng sẽ cho hơn nửa muỗng muối, 1 muỗng cà phê đường. Và bây giờ thì mình đã thấy nó đậm đà với khẩu vị của gia đình của mình rồi. Giai đoạn này thì các anh chị và các bạn giúp kênh bếp của vợ điều chỉnh lại cho nó ngon nhé. Khi mà cháo đã xong thì chúng ta sẽ tiến hành bóp gỏi. Và cái phần vịt khi mà nó nguội thì gia đình mình đã chặt nhỏ ra rồi đó. Mình cho bắp cải tím và trắng vô này. Tiến hành mình chan cái nước nước mắm gừng tỏi này vô. Đó, đảo đều. Thì cái lượng nước mắm thì tùy thuộc thôi, mình cứ cho vô cho tới khi nào mình cảm thấy nó vừa ăn và đậm đà rồi thì thôi. Khi mà mình chan nước mắm vô thì mình nhớ quấy nó lên nha, không thôi nó bị lắng nước mắm và lắng đường xuống dưới, nó lại không đều, không ngon. Và khi mà thấy nó vừa ăn rồi thì chúng ta sẽ xắt ngò gai và
đâu râm vô. Khi nào mà mình ăn thì mình sẽ đặt những cái miếng vịt lên trên nhé. Bây giờ thì mình sẽ múc ra tô và bày trí gọi ra ra đĩa để mời các anh chị và các bạn thưởng thức. Đối với cái phần hành lá và ngò rí thì chúng ta đã xắt mỏng rồi. Đây là thành phẩm của chúng ta này. Nếu mà các anh chị và các bạn theo dõi từ nãy giờ thấy ngon và hấp dẫn lạ miệng thì hãy cho kênh Búc Vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần của mình được không ạ? Rồi, kênh Búc Vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha. We'll be right back.